Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 488 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 487 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Trí Thuận, bạn Nguyên Lê và bạn Mỹ Tiên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Dương, nhưng mà bạn đã viết mail về và kể lại cho chúng ta nghe những câu chuyện do chính người bạn thân của bạn đã kể lại. Thì người bạn này là bạn học chung và bạn này quê ở Thanh Hóa. Bạn đã kể cho bạn nghe những câu chuyện xảy ra ở trong gia đình của bạn ấy. Thì câu chuyện đầu tiên á là về người chị họ của bạn. Người chị này là con của một người bác là anh của ba bạn. Thì chị này tên là N các bạn. Thì chị N này á, nói chung á là vẻ ngoài rất là xinh xắn. Cách đây 4 năm trước á là chị làm trong một cái tiệm mà buôn bán quần áo á. Cho nên nó là nhiều khi tối thì chị cũng về hơi trễ. Mà khi về á là chị có đi ngang qua một cái đoạn ngã ba, mà cái đoạn đó trước đó thì có xảy ra một cái tai nạn, một anh thanh niên đã mất tại ngay đoạn này. Thì do là anh này mất, nhưng mà gia đình á là chỉ đem xác anh này về ma chay thôi, chứ không có mời thầy để mà rước vong anh về. Cho nên nó là có một lần đó thì anh này thấy chị và cảm mến, thành ra là đã theo chị các bạn. Và từ đó về sau á là anh này đã theo chị trong suốt gần 2 năm trời. Mà cái thời gian đầu tiên theo á thì chị cũng không có cảm nhận gì hết, chỉ nghe tiếng thì thầm vô lỗ tai mình. Mà nhiều khi chỉ có cái người mẹ của chị với lại chị ở nhà có hai người thôi, mà cứ nghe tiếng thì thầm á là chị cứ tưởng rằng mẹ mình nói gì với mình, nhưng mà lại nói nhỏ. Cho nên á là chị có kêu mẹ, chị hỏi rằng á là mẹ ơi sao mà mẹ nói cái gì á thì mẹ nói lớn lên đi, chứ bây giờ mẹ nói nhỏ quá con nghe. Thì lúc đó mẹ chị mới trả lời rằng á là nãy giờ mẹ đâu nói gì với mày đâu, nãy giờ á hả là mẹ ra sau bếp mẹ làm công chuyện mà. Thì lúc đó là chị thấy lạ lắm, nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà vong này theo chị N á là chị hoàn toàn không hề bị đè các bạn, không hề bị đè mà cũng không thấy gì. Chỉ có điều á là tính tình chị hơi thay đổi chút xíu và chị nghe cái tiếng thì thầm vô lỗ tai, nhưng mà chị không có nghĩ về cái vấn đề ma cỏ đâu. Và đặc biệt á là trong cái khoảng thời gian này á là cứ quen anh nào á là không thể nào mà quen lâu dài được. Cứ quen một thời gian 1 2 tháng là bắt đầu chia tay. Có nhiều khi mới quen xong rồi đi chơi gặp mặt một cái rồi cũng hả là về là những người kia tự nhiên cũng chia tay với chị luôn. Thì trong suốt gần 2 năm trời là hoàn toàn chỉ có như vậy thôi, chứ không thấy gì bậy bạ hết. Thì có một hôm á là ba của chị này á là bác của bạn á là đã ngủ và đã nằm mơ nhìn thấy ông bà về các bạn, và ông bà trách ba của chị này rằng á là tại sao á là cúng đồ cho ông bà, cúng đồ ăn á mà lại hả là ăn trước như vậy. Tụi bay có cúng á thì cúng cũng cúng thôi, chứ tụi bay đừng có cúng cái kiểu xong rồi tụi bay ăn trước rồi ông bà lấy gì ông bà ăn. Thì khi mà ba của chị này giật mình thức dậy á là suy nghĩ nó quái lạ sao kỳ vậy, trong khi nhà của mình á là làm lễ cúng rất là trang nghiêm mà tại sao ông bà lại nói lại hiện về mà lại nói như vậy. Cho nên đó là người bác này đã đến nhà của một người bác nữa, cũng là bác của bạn mà kể chuyện cho bạn nghe luôn, là lớn hơn nữa các bạn. Thì người bác này á lại là thầy. Cho nên đó là khi mà đến xem á là sau một hồi xem á thì mới biết rằng á là có một vong nam theo chị N này trong suốt gần 2 năm rồi. Bác nói rằng á là cái vong này nè theo á, nhưng mà hả giống như là chỉ ở quanh quẩn trong nhà thôi, ra đường thì không theo đâu, chỉ ở quanh quẩn trong nhà vậy đó. Cứ hả là chị N này về á là đi theo sau lưng chị,
Mà nhiều khi chị ngủ á, là chị nhắm mắt chị ngủ mà chị cứ nghe bên lỗ tai kêu ngủ đi ngủ đi. Thì khi mà xem được vậy á, là kêu cái vong đó lên, thì vong đó nói rằng á, là bị tai nạn vậy đó. Rồi hả, là cứ quanh quẩn ngay chỗ cái góc đường đó, gia đình không có mời thầy để mà rước vong về nhà. Cho nên á, là nhìn thấy chị N này đi làm về trễ đó, thì thành ra thấy chị này lại đẹp nữa, cho nên vong này thích đã theo chị về nhà. Thì trong cái khoảng thời gian đó vong này chỉ theo thôi, chứ không làm gì hết, chỉ thích theo thôi. Nhưng mà bác nói rằng là không được, bây giờ là vong phải đi, nếu vong không đi là sẽ bắt, sẽ nhốt vậy đó. Cho nên đó là cuối cùng vong nam này đã chịu đi các bạn. Thì cho tới bây giờ là chị N này đã lấy chồng và sanh con rồi, hai vợ chồng cũng rất khá giả. Thì đây là cái câu chuyện duyên âm đầu tiên mà bạn kể, bạn gửi về. Câu chuyện thứ hai, người bạn này kể cho bạn nghe là về người cậu Út. Cậu Út này thì bên gia đình bên ngoại của bạn. Thì cậu là ở chung với lại bà, mà bà là bạn gọi tới là bà cố lận, mà bà thì cũng mất hồi năm ngoái rồi. Và bà trước đây á, cái lúc mà trước khi bà mất á, là bà ngủ giống như cái nhà thì có một cái giường trước các bạn, thì bà ngủ ở phía trước, xong rồi cậu này á, thì ngủ ở trong buồng ở trong. Thì ngay nhà này có một cái bồn bồn. Cái bồn bồn là cái gì ha? Mà bạn nói rằng á, là cái cây này á thì nó có nhiều sâu rớm dữ lắm, cho nên nó là cứ mỗi lần mà có gió thì thành ra hả là gió nó cứ thổi những cái con sâu rớm vô trong bà cố, rồi nó cắn bà cố. Thành ra hả là cậu này, cậu Út này nè, cứ thường xuyên á là mướn người chặt cái cành. Nhưng mà khi chặt á là nó cứ mọc ra, mà giống như nó mọc rất là nhanh các bạn. Mà cứ hễ mà chặt một cái á là nó mọc còn lẹ hơn. Xong rồi hả là nó còn phát triển, nó trổ bông còn nhiều hơn. Mà khi trổ bông vậy là có nhiều sâu rớm, thì mỗi lần như vậy là gió thổi một cái là sâu lại ba, giống như là bị gió thổi nó cắn bà cố vậy đó. Cho nên nó là cậu Út bạn cũng tức quá, thành ra là cậu đã kêu người là chặt luôn cái cây luôn, chứ không phải là cắt cắt cành chặt cành nữa, mà chặt xác cái cây này luôn. Thì từ khi mà chặt cái cây này xong là có những cái chuyện lạ xảy ra. Bà cố sau khi mà chặt cây một thời gian á, thì bà cố cứ nói với lại cái người cậu Út, nói rằng á, là tại sao á tối mà về, tại vì do cậu Út này của bạn á, là làm quản lý mà bốc bốc vác, mà bốc những cái bao lúa á, các bạn, thì nhiều khi á, là cậu về rất là trễ, mà cái lúc cậu về á, là bà cố đã nằm, bà cố ngủ rồi. Mà trong khi á, là khi vô á, là cũng không có nói, tại vì bà ngủ thì cũng không có chào bà đó. Cho nên đó là bà cố cứ nói hoài à, là tại sao á, là tối mày dẫn con nhỏ nào về, mà tại sao tao thấy nó đi sau lưng mày, mà tao dòm hoài tao không thấy mặt nó. Mà trong khi á, là tao thấy nó biết là tao thấy nó, mà tại sao nó không chào tao, tại sao mày không kêu con nhỏ đó chào tao. Ý là cứ nghĩ rằng á, là cậu dắt gái về không thôi. Thì khi mà nghe bà cố nói vậy á, là cậu cũng biết làm sao, trong khi bản thân cậu á, là cậu đâu dẫn ai về đâu. Mà cứ nghe bà cố nói vậy á, thì bà con dòng họ bên ngoại của bạn á cứ nghĩ rằng á là rồi cậu Út có bồ rồi, cho nên nó là cứ giục rằng á là cậu làm đám cưới đi. Nhưng mà cậu Út nói là đâu có quen ai, cứ quen người nào dẫn đến nhà xong á là tự nhiên cái người này khóc tu tu rồi đòi bỏ về, đòi chia tay. Thì bắt đầu một thời gian sau nữa đó, là cậu Út cứ hễ nằm xuống ngủ là cứ bị đè, rồi bị bóp cổ này kia. Mà nhiều khi á, là cậu bị đè, bị bóp cổ mà cậu đẩy ra đó là xong rồi, cái mặt của cậu sẽ đỏ rất là nhiều, giống như là bị hằn, bị đánh vậy đó các bạn. Thì rất là nhiều vậy. Cuối cùng á, là cậu đã không chịu nổi và đã lên chùa để mà mời thầy về nhà xem rằng nhà mình có vấn đề gì không. Thì khi mà lên chùa mời thầy á, thì thầy xuống thầy nói rằng á, là bây giờ trong nhà của cậu Út á là có một vong. Vong này là vong nữ, mà tính theo cái thời gian vong mất á là đã 18 năm rồi. Mà cái lúc vong này mất á là chỉ mới có 6 tuổi thôi, là do là kế bên cái phần đất nhà của bà cố của bạn á là có một con sông. Thì đứa bé 6 tuổi này nó đã rơi cách đây 18 năm trước, nó đã trượt chân và nó té xuống sông các bạn. Và cái lúc mà người ta đem xác nó lên á, để nó nằm trên cái phần đất của bà cố. Và từ đó về sau là khi mà người ta đem xác về thôi, nhưng mà chỗ đó mọc lên một cái cây bồn bồn. Và từ nào giờ á, là cái vong này á, là sống trong cái cây bồn bồn này nè. Nhưng mà cuối cùng á, là cậu Út lại chặt đi.
Cho nên nó là vong này sanh ra hận và đi theo cậu Út. Và cứ mỗi lần hả là cậu Út về á là, và đặc biệt nha các bạn, trong suốt cái khoảng thời gian đó đó là cậu cứ thường xuyên chơi lô đề, mà trong khi hồi nào giờ cậu không có vậy, mà phá tán nhậu nhẹt nha, làm bao nhiêu tiền là phá hết luôn, mà trong khi cậu làm cũng khá dữ lắm đó. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao cái thời gian đó là cậu cứ như vậy, cho nên cậu đã không chịu nổi và lên để mà mời thầy về. Thì khi thầy về thầy nói vậy đó, do là cậu đã chặt cái cây đó đi cho nên cái vong này không có chỗ ở, thì thành ra là đã tức và đã hận cậu Út. Thật ra là mới theo cậu Út và đợi cho đủ ngày đủ tháng là sẽ bắt cậu Út đi luôn. Thì may mắn rằng hả là đã có thầy, và sau đó là có nhờ ba mẹ của cái cô đó nha các bạn. Ba mẹ cô đó lúc cái thời gian đó cũng lớn tuổi rồi, và lúc đầu thì thầy nói không có chịu nghe đâu. Nhưng mà cuối cùng là nhờ ba mẹ cô này qua và nói chuyện rồi bắt đầu hả là năn nỉ các bạn, thì cuối cùng cô này đã tha cho cậu Út và không theo nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện này thì cái lúc đó người bạn của bạn nữ gửi chuyện là lúc đó là bạn học lớp 5, lớp 6 gì đó. Thì cái ngày mà bạn chứng kiến cái vụ tai nạn này tới giờ bạn vẫn còn ám ảnh. Bạn kể rằng là hôm đó là đi học về, vào cái giờ mà, tại vì ngay cái khu đó là cái khu trường học các bạn, cho nên nó là vào cái giờ mà học sinh về là tụi nó túa ra đông dữ lắm, cấp 1, cấp 2 tùm lum hết. Cho nên đó là cái đoạn đường đó đó thì cũng có xe tải chạy nữa, nhưng mà do là chiều á học sinh về đông quá, cho nên đó là những chiếc xe tải là thường chạy rất là chậm, và từ nào tới giờ là chưa bao giờ xảy ra vụ tai nạn nào hết. Nhưng mà hôm đó tự nhiên không hiểu sao nha các bạn, là cái bạn mà gửi chuyện, cái bạn mà kể chuyện cho bạn nghe đó, thì bạn nói rằng cái lúc đó đang về tự nhiên nghe tiếng một cái bụp, cái lúc mà mọi người xôn xao nhìn lại thì thấy rằng là một chiếc xe tải đang chạy rất là chậm mà nó lại cán lên một đứa học sinh, mà đứa học sinh đó năm đó chỉ mới học lớp 1, lớp 2 vậy thôi, nhỏ lắm. Mà các bạn biết cái đứa học sinh này nó lại đi trên lề mà nó không có chạy giỡn gì hết nha. Cái người tài xế xe tải này là chạy rề rề, tại vì do biết học sinh ra về mà cho nên đâu dám chạy nhanh đâu, chạy rề rề không thấy thằng nhỏ này. Rồi thằng nhỏ này thì nó đi trên lề á, mà nó đi nó nói chuyện với bạn nó, hai đứa đang nói chuyện nhau, chia nhau cái thẻ bài gì đó. Xong cái tự nhiên nó tự dướng cái chân nó té, mà thay vì nếu mà mình đi trên lề, các bạn tưởng tượng đi, nếu mà mình đi trên lề mà mình bị dướng cái chân, giống như là cái chân trước mình đạp cái chân sau á, thì thí dụ như mình có té xuống á, thì mình sẽ, một á, là mình sẽ bắt ếch đúng không? Mình sẽ té chứ xuống trước, hai là mình sẽ ngã ra làm sao. Nhưng đằng này không hiểu lý do gì sao mà nó lại ngã ngang các bạn. Nó vướng cái chân mà nó ngã ngang qua vậy nè. Và khi mà nó ngã ngang qua vậy là cái ông tài xế ổng không có thấy, ổng không có thấy được mà ổng cán lên cái đầu nó luôn. Mà cán một cái kêu một cái bụp nha các bạn. Lúc đó ai cũng nghe hết, nghe một cái bụp cái là ông tài xế ổng hoảng hồn, ổng đang chạy chậm mà. Cho nên nó là ổng thắng lại liền. Mà khi thắng lại các bạn biết là có nghĩa là khi ổng cán lên cái đầu của nó đó, thì do là thắng lại liền cho nên cái đầu của nó vẫn còn, nó bể ra rồi mà nó vẫn còn vướng dưới cái bánh xe tải. Thì hả khi mà xảy ra cái vụ tai nạn đó ai cũng hoảng hồn, trời, mấy đứa học sinh nó ám ảnh lắm. Trong đó là có cái người bạn kể cho bạn nghe. Thì lúc đó là mẹ của nó bắt đầu là nghe tin mới chạy lại. Mẹ nó bắt đầu cái lúc mà chạy xe tải ra rồi mới lấy cái xác nó ra được, ôm nó khóc quá trời. Xong rồi mới kể rằng là cách đây mấy ngày trước là do nhà của bà này là giống như là thí dụ như cái chùa ở đây đi, thì nhà bà này là cặp đất với cái chùa các bạn. Mà thí dụ như nếu mà đi cái cửa chính nhà bà thì đi vòng cái đường xa dữ lắm, cho nên nó là bà này chuyên môn là đi ké. Giống như cái cổng chùa thì thấp vậy nè, cho nên mỗi lần mà bà đi là bà leo qua cái cổng chùa bà đi cho nó gần. Rồi cái toilet nhà bà cũng vậy là cũng xây hả là sát bên cái giống như là khi mà đi vệ sinh là sẽ hướng về phần bên chùa vậy đó, là bà xây sát cái toilet lên bên chùa luôn. Thì bà mới khóc, bà mới la lên, bà nói rằng là trời ơi trời, con tôi hả, cách đây mấy ngày trước là cái lúc bà ngủ tự nhiên bà thấy một cái ông. Mà ông này rất già nha các bạn, quần áo màu trắng, tóc cũng màu trắng luôn, râu thì dài thiệt là dài mà râu cũng màu trắng luôn. Thì cái ông này mới nói với bà vậy nè, nói rằng là
sao mà cứ đi đường của chùa, đi ké đường chùa, tại vì mỗi lần đi là phải leo rào, mà cái rào của chùa thấp cho nên bà leo qua. Tại sao hả, là đi mà cứ đi như vậy hả, đi thì đi cửa chính của mình đi, đừng có đi ké đường chùa. Rồi tại sao ỷ á, mà cũng ỷ hả, là quay về cái hướng chùa như vậy, không có nên đâu. Nếu mà làm như vậy ha, là gia đình sẽ gặp tai họa rồi hả. Một là cha, hai là một một là cha nha, hai á là con trai hoặc con gái là sẽ bị bắt đi. Mà khi mà ông này nói vậy xong ổng biến mất các bạn, và bà mẹ này giật mình thức dậy, cứ nghĩ rằng có thể là do mình nằm mơ thôi. Chứ sao kỳ vậy, sao tự nhiên mình nằm mơ cái giấc mơ mà nó hoang đường, nó vô lý như vậy. Bà không tin các bạn. Thì chỉ mới nằm giấc mơ đó cũng khoảng mấy ngày trước thôi, là hôm nay con của bà bị tai nạn như vậy. Mà cái đứa mà đi kế con bà nó hoảng loạn dữ lắm. Nó nói rằng á, là tụi con không có chạy, tụi con không có chạy, đang đi, đang nói chuyện, đang trao đổi cái thẻ bài mà tụi học sinh nó hay chơi đó. Rồi hả, tự nhiên bạn, cái chân của bạn đạp vô nhau, mà tự nhiên sao mà giống như là ngã ngang, mà giống như ai xô vậy đó. Chứ không phải là thí dụ như mình té thì mình sẽ chụp ếch đúng không, còn này là ngã ngang qua giống như ai xô vậy đó. Và có rất nhiều người chứng kiến, cho nên đó hả, là bà mẹ này khóc quá trời. Bây giờ mới tin rằng đó hả, là cái lời của ông lão đó trong cái giấc mơ ông lão đó đã nói là đúng như vậy. Xong rồi các bạn biết hả, là bắt đầu nha, khi về cái chuyện này người ta đồn nhiều dữ lắm. Xong rồi khi về cái bà đó cũng lo ma chay cho con mình xong ha. Rồi hả, là bà này thấy con của mình á, tại vì hầu như ngày nào bà cũng khóc lóc hết. Rồi xong bà lại thấy thêm một cái giấc mơ đó, thêm một cái giấc mơ là nhìn thấy cái ông lão là tóc trắng, râu trắng, mặc đồ trắng mà rất là già, nói rằng đó là dời cái toilet qua đi, đừng có đi như vậy nữa, đi vậy á là sẽ bị trừng phạt nữa, dời đi. Thì bà này lật đật dời các bạn. Và cũng do thương nhớ con mình quá, nhiều khi bà cứ khóc vậy đó, thì thấy thằng nhỏ này về, nó nói rằng đó là mẹ đừng lo, mẹ đừng có lo gì hết á, là con vui lắm, con đang ở đây vui. Tại vì cái khu vực trường học của bạn này nè là có nhiều cây sấu lắm, mà ngay chỗ bãi giữ xe là rất là nhiều cây sấu các bạn. Mà thằng nhỏ này nói rằng con đang ở chỗ mấy cây sấu á, để con chờ con bắt người, mẹ đừng lo, con ở đây vui dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba mà bạn này đã kể cho cái bạn gửi chuyện nghe. Thì bạn nói rằng là tới giờ bạn vẫn còn ám ảnh, tại vì khi mà cái xe hàng mà nó cán vô đầu thì các bạn biết là cái cảnh tượng nó rất là kinh dị các bạn ha. Thi cũng đã từng thấy rồi, kinh dị lắm. Thì cái câu chuyện thứ tư, câu chuyện này á là mới nãy Thi kể cái chuyện duyên âm đầu tiên á, về cái chị N mà có dẫn qua cái người bác lớn, mà cái bác này là thầy bói các bạn nhớ không. Thì cái chuyện này á là về cái bác này, là hồi nhỏ đó là bạn hay đi qua bên đây, tại vì do là bác là thầy cúng rồi thầy bói nữa, cho nên nó là nhiều khi khách tới coi rất là nhiều. Thì có một lần đó, lúc đó là bạn qua để mà bạn theo bác mình bài đồ lễ rồi đó các bạn. Thì có một cái bà đó, bà vô bà coi, bà mới nói với lại bác của bạn rằng á là hả, không hiểu sao á mà cứ ở trong nhà nhà của bà đó, mà bà cứ thấy hả là những cái giống như là tưởng tượng như là cái con chuột cống á các bạn, mà nó đen vậy đó, nó đen thui mà nó nhỏ cỡ như con chuột cống vậy đó, nó cứ chạy vòng 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 trong nhà. Mà nhiều khi bà ngồi trong nhà bà cứ thấy nó chạy dưới đất vậy đó, mà bà cứ tưởng con chuột. Xong rồi bà cứ kiểm tra hoài luôn mà không thấy, không có, không phải là chuột. Nhà bà thì nói chung là không thể nào có chuột vô mà nó chạy tùm lum tùm la vậy được, cho nên bà quyết định bà đi coi bói coi làm sao. Thì khi mà coi cho đã, coi xong á thì bác của bà mới nói rằng á, cái đó không phải chuột mà là vong nhí, những cái vong nhí các bạn. Thì bà này nói rằng á là ủa vậy sao nhà tôi không lẽ vong nhí vô, ở đâu ra mà vô. Xong rồi á là hỏi nhà bà đâu địa thế làm sao, thì biết rằng á là nhà bà này á là giống như là ở dưới cái chuẩn các bạn, xuống cái dốc vậy nè. Thì nhà của bà là ở cuối con dốc luôn, mà ngay đầu con dốc ở trên á là có một cái nghĩa địa. Thì mỗi lần mà trời mưa rồi trời giông trời gió gì đó là cát đất á là nó hay thổi xuống. Thì hả là do bà cứ hả là thổi xuống vậy đó, cái sân của bà mà bị lòi lõm chỗ nào á là bà cứ hả là, tại vì do là thổi xuống thì sình đất đó nó trôi xuống các bạn. Thì bà này cứ hốt hốt những cái đất đó đó để bà lấp những cái phần mà lòi lõm trong cái sân nhà của bà. Rồi xong rồi á là tôi hỏi bà,
Đất nghĩa địa, đất đó là từ trong nghĩa địa, tại vì chỗ đó nó lầy lội lắm, mà mỗi lần mưa nó chảy ra như vậy thì đất nghĩa địa mà bà hốt vô trong nhà của bà để bà làm như vậy đó. Rồi bà còn kể thêm một cái chuyện như này, là cái lúc mà bà xây nhà các bạn, thì khi mà đổ xà bần để mà làm móng á, là thiếu kêu bao nhiêu xe cũng không đủ hết, thì cuối cùng á, là bà mới nói với là con bà, tại vì ở trong cái phần nghĩa địa ở trên đầu con dốc nãy thì nói đó, là mỗi lần mà người ta chôn chừng vài năm là người ta bốc mộ, người ta đem người thân người ta đi nơi khác. Rồi xong rồi hả, là khi mà đào lên á, thì để thì cũng không có tưởng tượng ra được cái cách bạn diễn tả làm sao, nhưng đại loại rằng á, là cái lúc mà đào đất lên á, là để ra từng đống vậy đó. Thì cái bà này mới thấy vậy, bà mới thấy rằng nhà của mình á, là kêu hả, là xe mà giống như là những cái đất để mà không có đủ á, cho nên nó là tối á, là bà kêu con bà đó, là hai mẹ con lấy xe ba gác đi lên chở những cái phần đất mà người ta đào, người ta bỏ ra các bạn, đi hả, chở về để mà ấy vô cái nền nhà của mình, để mà đổ xà bần vô nền nhà của mình. Trời ơi, khi mà nghe xong một cái rồi hỏi trời ơi sao mà bà ăn cái gì mà bà khôn, trong khi á, phần những cái đất đó là đất trong nghĩa địa mà bà đem về nhà bà làm nền rồi hả, là làm sân hả, lắp những cái lỗ hổng trong sân, thì hỏi sao mà vong nó không vô được. Cho nên hả, là khi mà cúng cho bà này cúng hơn nửa ngày, và bác của bạn nói rằng á, là bà về bà coi nha, trong sân bà có một cái cây, mà cái cây này á hả, là nguyên cái cây chỉ có một cái lá màu vàng thôi, mà cái lá màu vàng này á, là nó vàng hoài mà nó không có rụng, bà coi coi có phải không thì bà gọi cho tôi. Xong rồi cái bà này cúng xong cũng về các bạn, và khi mà về thì coi đúng thiệt, công nhận là trong cái phần vườn của nhà bà này có một cái cây, mà cái cây này á chỉ có một cái lá màu vàng mà nó không rụng, nó lâu lắm rồi. Thì hả, gọi điện báo cho bác bạn, thì bác bạn nói là vong, những cái vong đó đó là ở trong cái lá đó đó, cho nên đó là bây giờ bà đem, bà bứt cái lá đó đi, đem phơi nắng rồi đem bỏ đi, thì từ đó về sau là hết, trong nhà không còn gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn gửi về cho Thi. Bốn câu chuyện các bạn xảy ra ngoài Thanh Hóa, thì những cái câu chuyện này rút cho chúng ta những cái kinh nghiệm, các bạn thấy không? Chẳng hạn như bạn N đó, là tối nhiều khi đi đêm, thì cho nên đó, là khi mà nghe chuyện các bạn rút kinh nghiệm, lúc nào mà mình đi về khuya quá, mình đi đâu về khuya quá, thì các bạn nên niệm Phật, hoặc là các bạn bên đạo nào á thì các bạn niệm hả, là những câu kinh kệ của đạo đó, để cho mình vững, cái người của mình á, là cũng toát ra hào quang á các bạn, cho nên đó là ma quỷ á, là người ta cũng không có dám đi theo mình. Rồi á, với lại nhớ nha, tháng này là tháng 7, cho nên đó là chúng ta cũng nên cẩn thận một chút xíu khi mà ra đường vào ban đêm, nhớ niệm Phật, đừng hát hò nè, đừng gọi tên nhau, để mà mình tránh những cái trường hợp xấu xảy ra với mình các bạn ha. Và cái thứ hai là cái vụ mà xe cũng vậy. Khi các bạn nghe cái câu chuyện thứ ba về cái thằng bé mà nó bị tai nạn á, thì tốt nhất là các bạn có con cái, các bạn dặn dò, không rước được con thì dặn dò rằng con về thì đi sát lề. Mà nhiều khi hả, nó đi vậy các bạn thấy không, nó té, trong khi nó té mà nó té đáng lẽ nếu té vậy thì thường là chúng ta sẽ chụp ếch, nhưng đằng này nó lại té ngang qua, là có nghĩa là có người xô nó, cho nên nó là cũng cẩn thận về cái vấn đề mà cất nhà ở bên kế bên chùa các bạn nha, nhà vệ sinh của mình đó, cũng nên cẩn thận chút xíu. Rồi tiếp tục, hôm nay thì sẽ kể thêm một cái câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, thì ở miền Tây, và bạn kể rằng á, là cách đây 2-3 năm trước, hồi năm 2016, thì bạn có xin vào làm trong công ty chuyển phát nhanh ở Cần Thơ. Và khi mà vào làm trong đây thì bạn làm tài xế cho những cái xe mà chở hàng, chở thư á các bạn, thì bạn chạy cái chuyến là 5 tỉnh. Có nghĩa là từ ở Cần Thơ thì bạn sẽ về Sóc Trăng, rồi Bạc Liêu, rồi Cà Mau, rồi vòng qua đường Xuyên Á, rồi bắt đầu về Cần Thơ luôn. Thì cái lúc mà bắt đầu vô nhận vào làm á, thì chuẩn bị chạy cái chuyến đầu tiên á, thì sếp của bạn, ông giám đốc á, ông mới dặn bạn rằng á, là thí dụ như mày có ngủ á, mày có buồn ngủ á, thì mày ghé đâu mày ngủ cũng được, nhưng mà nhớ á, là né cái con đường Xuyên Á ra, đừng ngủ được con đường Xuyên Á. Thì lúc đó bạn suy nghĩ trong bụng, nó ủa sao kỳ ta, sao tự nhiên thí dụ như giờ mình ngủ, mình buồn ngủ quá, mình tấp vô đâu mình ngủ cũng được, miễn sao cái chỗ đó có cây xăng hay là có nhà dân vậy ha.
Nhưng mà khi hỏi lại ổng á thì ổng nói rằng á là không, tại vì cái đường này nó vắng quá cho nên nó là tao sợ cướp, thành ra là tao mới dặn mày vậy. Thì á là ổng giám đốc dặn vậy thôi, thì bạn cũng nghĩ gì đâu, bạn cũng chạy. Thì cái đêm đó bạn chạy một mạch hả, là trả hàng lấy hàng, trả hàng lấy hàng, bạn chạy một mạch từ Cần Thơ xuống Cà Mau luôn. Thì xong rồi tới khi mà bạn qua tới cái đường Xuyên Á thì chợ nó vô duyên cái là bạn buồn ngủ, trong khi trước đó bạn không buồn ngủ, mà khi tới cái con đường Xuyên Á thì bạn buồn ngủ. Và bạn nói với Thi rằng chợ công nhận cái đường này ha, vắng dữ lắm, không có xe qua lại, đêm khuya mà không có xe qua lại, mà nhà thì xa xa, thiệt là xa mới có một căn, mà đa số là rừng tràm với lại vuông tôm không là các bạn. Cho nên đó hả là cái lúc đó đó thì bạn thấy vắng quá, mà cái lúc này quá buồn ngủ rồi, con mắt sụp hết trơn rồi, bây giờ chạy cũng không nổi nữa, thành ra bạn quyết định rằng thôi kệ, mình cứ tấp xe vô mình ngủ một chút xíu để mà mình lấy lại cái sức khỏe mình một chút rồi mình chạy tiếp. Thì bạn mới tấp xe vô, bạn mới hả là nằm ngã lưng xuống, bạn nằm bạn ngủ chợp mắt. Thì khi mà vừa ngã lưng chút xíu thôi các bạn, chưa có kịp ngủ gì đâu, tự nhiên bạn nghe cái tiếng gõ kiến á, gõ vô trong kiến xe của mình cốc cốc cốc. Thì bạn chồm cái người lên, thì bạn dòm ra là bạn thấy có một bà già. Bà già này đội cái nón lá nha, mà bạn còn thấy bả là mặc cái áo mà bà ba mà màu nâu nữa. Thì bả cọ gõ cửa vậy nè, xong cái bạn mới hạ cái kiến xuống, bạn hỏi có gì không bà. Thì bà mình nói, bà này mới nói rằng đó là chú ơi, chú làm ơn cho bà vài xu, cho bà vài đồng, cho bà vài đồng để bà mua gạo bà nấu cho bộ đội ăn, chứ bộ đội đói dữ lắm rồi chú ơi, chú thương tình chú cho bà vài đồng đi. Thì bạn mới trả lời, tại vì lúc đó tự nhiên sao bạn nghĩ rằng cái bà này là cái người ăn xin thôi chứ bạn không nghĩ gì hết. Thì bạn mới trả lời dạ con không có bà ơi. Xong cái bà cũng đứng qua bên, cái bạn cũng nằm xuống, bạn nhắm mắt lại tiếp, định ngủ tiếp, nhưng mà tự nhiên khi đó là bạn lại suy nghĩ rằng ủa thời buổi nãy giờ làm gì có chuyện mà bộ đội đói nữa, rồi làm gì có chuyện đánh giặc. Tại vì à bữa nãy bà thì quên là bà nói rằng đó là hả làm ơn cho bà vài đồng để mà bà mua gạo bà nấu cơm cho bộ đội ăn, chứ hả là bộ đội đánh giặc xong giờ đói dữ lắm. Thì bà nói vậy đó, thì bạn mới nằm bạn suy nghĩ, bạn nói rằng đó là ủa kỳ giờ này làm gì, thời buổi bây giờ làm gì có chuyện bộ đội mà bị đói, với lại làm gì có giặc giả mà đánh. Thì lúc đó là tự nhiên bạn biết rồi đó, bạn cái người bạn nhận thức được rồi đó, cái bạn mới hả là ngồi dậy, bạn mở bạn đề hả cái máy để mà nó ấy lên. Xong cái hả là cái lúc mà bật đèn xe lên á là bạn chuẩn bị bạn chạy đi nha, mà bạn còn liếc bạn nhìn cái kính chiếu hậu xem rằng á là cái bà già còn đứng đó hay không. Thì bạn vẫn thấy bà đang đứng đó các bạn, vẫn là đội cái nón lá, vẫn mặc cái áo bà ba nâu sòng rồi hả. Nhưng mà có một cái vậy nè, là bà có từ trên xuống tới phần bụng, còn từ cái phần bụng từ rúng trở xuống không có các bạn, trống lóc à, không có hả là cái phần ở dưới. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá trời sợ hả, là bạn ấy bạn chạy đi luôn về hả. Qua cái ngày sau bạn về bạn xin là bạn không chạy cái chuyến năm tỉnh này nữa, mà xin là giống như là xin qua chạy qua cái tỉnh khác vậy đó, tại bạn sợ đi qua cái con đường Xuyên Á này. Thì bắt đầu á hả là coi như là bạn nhìn thấy như vậy thì bạn rất sợ, bạn đã gửi mail về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn nha, tập 488 đã xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 489, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin lỗi các bạn, hôm qua Thi không có kể chuyện cho các bạn nghe. Tại vì hôm qua buồn các bạn, tại không có tìm được em chó, thành ra hả là không có đầu óc nào để mà đọc chuyện và kể chuyện. Thì thôi, Thi cũng đã xác định suy nghĩ rồi, bé cũng đã lớn rồi, thì chắc là nhiều khi đã mất rồi, tại vì bé nó cũng đã 17 năm rồi các bạn, nuôi lâu dữ lắm rồi, em có Thi nuôi mà nó bị ung thư nữa, ung thư ngay cái bụng có cái bú rất là to, thì có thể là nó lẫn rồi nó đi lang thang rồi bị người ta bắt. À, tìm hoài không được, Thi đã gọi rất là nhiều nhưng mà không có tìm được. Thì thành ra rằng hả là thôi, chị em nhà Thi cũng đã xác định rằng là coi như duyên với bé đã hết, cho nên nó hả là cũng cho nên nó là thôi Thi cũng giống như là bỏ cái nỗi buồn mình qua một bên. Thành ra là các bạn thông cảm, hôm qua là Thi không có kể chuyện cho mọi người nghe. Thôi bây giờ xin chào tạm biệt các bạn.
Chúc các bạn là tối nay vui vẻ nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon. À quên nữa, chúc những bạn đang sinh sống bên nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Xin chào.